Thưa quý vị khán giả, cuộc đời sự nghiệp của Bác Hồ là cuộc đời sự nghiệp của một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, đồng thời cũng là cuộc đời sự nghiệp của một nhà văn, nhà thơ lớn. Từ trước tới nay, đã có nhiều bài báo, nhiều công trình nghiên cứu văn thơ của Bác, nghiên cứu ý kiến của Bác đối với văn nghệ. Trong mục học Bác mỗi ngày hôm nay, chúng tôi muốn qua những lời dạy và những tác phẩm của Bác, tìm hiểu những ý kiến của Bác về văn học dân gian và phong cách dân gian trong thơ văn của Bác. Sự quan tâm của Bác Hồ đối với văn học dân gian trước hết biểu hiện ở thái độ trân trọng, khẳng định vai trò và sức sáng tạo, giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân trong lịch sử, ở việc vận dụng linh hoạt những hình tượng, truyền thuyết dân gian, những câu ca dao, tục ngữ vào những tác phẩm, những bài báo, những bức thư và lời phát biểu của Bác. Bác Hồ bàn về văn học dân gian không nhiều, nhưng ý kiến của Bác vô cùng cô đọng, xúc tích. Và trong cái cô đọng xúc tích ấy vẫn đầy đủ những quan niệm của Bác với văn học dân gian. Năm 1958, tại hội nghị cán bộ văn hóa, Bác nêu rõ quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, ra của cải vật chất cho xã hội, đồng thời cũng là người sáng tạo ra tinh thần, sáng tạo ra văn nghệ. Quần chúng là những người sáng tạo, công nông là những người sáng tạo. Nhưng quần chúng không chỉ sáng tạo ra những của cải vật chất cho xã hội, quần chúng còn là người sáng tác nữa. Những câu tục ngữ, những câu vè, ca dao rất hay là những sáng tác của quần chúng. Các sáng tác ấy rất hay mà lại ngắn, chứ không trường giang đại hải, dây cả ra dây muống. Bác đánh giá cao các sáng tác của nhân dân, coi những sáng tác ấy là những hòn ngọc quý. Bác chỉ ra cho chúng ta thấy văn nghệ của dân tộc ta rất phong phú, phải chú ý khôi phục và bảo vệ. Những sáng tác dân gian qua nhiều năm được nhân dân giữ gìn, mài giũa còn lại đến ngày nay đã và đang cổ vũ, động viên nhân dân ta sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã chứng minh ý kiến của Bác. Bác rất chú ý đến việc khôi phục vốn cũ của dân tộc. Nhưng khôi phục như thế nào? Nói là khôi phục vốn cũ thì nên khôi phục cái gì tốt, còn cái gì không tốt thì phải loại dần ra. Văn học dân gian cũng vậy. Học tập văn học dân gian là tiếp thu có sáng tạo, có phê phán, gạt bỏ những yếu tố lạc hậu, phát huy những cái hay, cái tốt, phục vụ cho cuộc sống hiện đại. Đọc thơ văn của Bác, chúng ta thấy vốn văn học dân gian của Bác rất phong phú, trí tưởng tượng của Bác rất dồi dào. Trong những bài báo, những bức thư là lời phát biểu của Bác, chúng ta còn gặp rất nhiều những câu tục ngữ ca dao cổ truyền, có khi được sử dụng nguyên vẹn, có khi thay đổi đôi chút cho phù hợp với nội dung vấn đề mà Bác nêu lên. Tại hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo luật hôn nhân và gia đình tháng 10 năm 1954, nêu lên mối quan hệ giữa xã hội và gia đình, nêu lên việc cần thiết phải củng cố gia đình, Bác nói, tục ngữ ta có câu, thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bác nhắc lại truyền thống đấu tranh anh dũng của phụ nữ ta và dẫn câu tục ngữ, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Khi nêu lên truyền thống đoàn kết của nhân dân ta, Bác nói, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Nhưng khi kêu gọi ngụy binh trở về với dân tộc, nhắc cho họ nhớ nguồn gốc của dân tộc ta là cùng một bọc sinh ra, là con hồng cháu lạc. Vì vậy, phải đoàn kết cùng nhau chống ngoại xâm, Bác đã chữa lại câu ca dao trên cho hợp với ý này. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, con hồng cháu lạc phải thương nhau cùng. Văn thơ của Bác tự nhiên giản dị, trong sáng, giàu hình ảnh, nhịp điệu như lời nói của quần chúng. Nhiều biện pháp nghệ thuật của văn học dân gian được Bác sử dụng nhuần nhị nên có những bài thơ, câu thơ của Bác quen thuộc, gần gũi và dễ nhớ, dễ thuộc như ca dao. Và nhiều câu nói, câu thơ của Bác đã trở thành những câu tục ngữ mới, trở thành những hòn ngọc quý của dân tộc, bổ sung vào vốn văn hóa chung của dân tộc. Mục học Bác mỗi ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong mục này lần sau.